Thưa quý vị, thật ấn tượng và tự hào khi mới đây, hình ảnh của Mecha, một thương hiệu trà sữa đầu tiên của Việt Nam được lên sóng tại quảng trường Thời Đại, New York. Được biết, trong số các thương hiệu F&B tiêu biểu nhất của châu Á xuất hiện lần này tại quảng trường Thời Đại, trà sữa Mecha là thương hiệu đại diện cho trà sữa Việt Nam. Đây là hoạt động được Grab hợp tác cùng Nasdaq Media quảng bá ẩm thực Việt trà toàn thế giới. Đối với những tín đồ mê trà sữa thì Mecha không còn là cái tên quá xa lạ khi thương hiệu này gắn liền với những món đồ uống đậm đà, thơm ngon, được rất nhiều khách hàng yêu thích và đặc biệt đảm bảo triệu ly ngon như một, không hoạt động theo mô hình nhượng quyền với slogan hạnh phúc trong từng lần hút và phương châm thèm trà ngon Mecha chiều. Việc Mecha, một thương hiệu thuần Việt, được xuất hiện trên billboard của quảng trường Thời Đại New York đã khẳng định được cái chất lượng của thương hiệu cũng như vị trí của thương hiệu trong thị trường trong nước và tiến xa hơn đó là thị trường quốc tế. Mecha phục vụ hơn 50.000 ly nước mỗi ngày từ những cái nguồn nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng về chất lượng, cũng như là đội ngũ R&D luôn luôn cải tiến và sáng tạo về chất lượng sản phẩm cũng như là hương vị sản phẩm. Về đội ngũ nhân viên của Mecha thì các bạn luôn được trang bị những kiến thức về từ vận hành đến pha chế, đến những kỹ năng mà phục vụ khách hàng và xử lý tình huống. Đó cũng là một trong những yếu tố mà giúp cho khách hàng có sự tin tưởng hơn vào Mecha. Mùa cuối năm nay, Mecha tiếp tục mở rộng thị trường miền Tây với những chi nhánh mới được mở ở Cần Thơ, Bến Tre, An Giang, Tiền Giang và tung ra loại sản phẩm hấp dẫn như trà sữa sen, trà sữa bơ, trà sữa tiramisu, hứa hẹn sẽ làm khuấy đảo thị trường trà sữa. Với sự xuất hiện ở quảng trường Thời Đại New York, trà sữa Mecha đã ghi dấu mốc quan trọng cho trà sữa Việt Nam nói riêng và ngành F&B Việt Nam nói chung. Hy vọng trong tương lai, trà sữa Mecha sẽ ngày càng vươn xa thế giới để ghi dấu ấn của trà sữa Việt trên trường quốc tế.